Tôi dạy tôi ngu nên bây giờ ân hận ai xui gặp gỡ nhau chi ai xui gặp gỡ làm gì tơ tình đà lờ duyên tơ ngờ ngang tựa như một giấc chim bao ai ơi non mòn biển càng gì đâu lòng ta mang nặng môi sâu vì đâu nên nỗi đổi thương ra thôi. Sức mạnh tôi giết ông để rửa hận mẹ tôi bị tâm nguyện tội lỗi ấy cho tôi một kẻ a tộc một kẻ chủ mưu hai ơi anh đã chôn tình ta vào trong quyệt lạnh mặt đất cuồng quay bầu trời nghiêng đổ ta nhờ cái xác hồng hồn đang giật giờ Tiên à, em nghe anh nói. Ông ơi còn gì nữa đâu mà ông diễn trò bị thương đau khổ để em lộ ra tân tuồng gian dối khi ở tìm tôi mối tình trong căn lòng vẫn trọn yêu sao bỗng giờ tan đứt bằng dây sống buông mất của tôi những gì mơ tưởng đôi ngã chia ly niềm đau nhói trong lòng hôm nay nhắc lại ân tình còn đâu yêu thương ước nguyện trăm năm thề nguyện tình thù ngàn đôi rẽ hai lối đi để mình ôm ngôi sầu cô đơn đành xa nhau xa mãi anh ơi cho đến muôn đời trời ơi giờ lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng Thủy Tiên từ hôm nay kể như chúng ta đã hô thầm quan cường ngăn các tình duyên hãy yêu cho con công sanh dưỡng kiếp này con lỗi ở đâu để che góc mang đêm dài quanh que tôi sẽ chiều về cô đóng bờ dương Thủy Tiên à ông đừng nói gì nữa cả xin vĩnh biệt Thủy Tiên em hãy nghe anh nói Thủy Tiên ơi anh như cánh hiên trao nghiêng lần xuống phương nam tránh cơn tuyết giá mà em là ánh nắng ban mai là cội cành xanh la cho chim nhỏ cô đơn có nơi xây tổ ấm thì em ơi chớ vội ra đi biến thành cơn bão cuốn xoay đời anh vào cơn gió giang nỡ gây sóng gió ba đào Thủy Tiên ơi nếu em nghĩ anh là tên tội phạm thì đây anh sẵn sàng chết trước mặt của em cuộc đời anh lận đận lao đao dõi mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm tình yêu của em như giọt nước cành dương kỳ diệu tươi mát lòng anh phơi phới tình hồng trời ơi lời đồn mật che giấu tấm lòng tôi thù anh phá lần khinh khi tôi đã lầm tin một kẻ yêu hèn nghe cay đắng buốt tê đầu lưỡi Thủy Tiên lời kết án của em như ngàn dao nhọn anh ra rời như kẻ bị phanh thây không anh không hèn như suy nghĩ của em đâu anh vô tội thì làm sao anh nhận tội chứ một kiếp gió sương nửa đời ngang dọc phố.
quay nước chọc trời chưa từng run sợ trước hiểm nguy. Em không tin anh sao em, lòng anh chân thật, anh không muốn em hiểu lầm để rồi làm tan vỡ tình ta. Tiếng ơi còn gì đau đớn xót xa, nhìn em rưng rưng lệ trào sôi căm hờn. Im đi, ông càng nói càng lộ ra chân tướng. Sự thật thế nào tôi đã rõ căn nguyên. Thôi thế từ đây mình Thủy Tiên, anh... Thôi, ông đừng nói gì nữa cả. Nhưng anh muốn biết, ai nói cho em biết là anh chặt tay mẹ em? Đó chính là Mai Chi. Mai Chi à? Phải. Thôi, tôi không muốn thấy mặt ông. Tôi không muốn thấy mặt ông. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Lên bà ơi, lên bà hãy nghe tiếp theo đây đoạn sau cùng chứa chan lời bi thảm của người mang thanh gươm gậy ôm trọn trong tim với bao nỗi nhớ niềm thương gửi đến bạn tình xưa rằng tóc xanh còn đó người tình cũ còn đây vậy mà sao ai nỡ quên đi lời thề hẹn trước phút chia ly rằng người đi trở lại dù biển thẳm cách ngăn mà tình không lai chuyển vậy mà giờ đây người ta vội quên đi bao lời hứa với nhau từ buổi đầu gặp gỡ để người mang thanh gươm gãy ôm trọn trong tim với bao nỗi nhớ niềm thương biết gửi về đâu biết ngò cùng ai cho vơi hết nỗi đau buồn. Lên bà ơi hãy xem chuyện ngày xưa như giấc mộng qua rồi, hãy nhặt tất cả đốt tan thành tro bụi rồi hát bài tình biệt thiên thu. Lá thu rơi tại trời xuôi gió chương tình chia lìa bởi con tàu lá lai. Thôi thì buông lòng đôi tay và xem như mình vừa đánh rơi vật quý nhất trong đời. Hoàn cảnh đẩy đưa người ta vào đường cùng không lối thoát. Nhưng thôi, ông lão hãy hát đi ông, hát tiếp đi ông. Dân lên bà ơi, người ấy bảo rằng vẫn nhớ vẫn thương lên bà nhiều lắm. Vẫn cầu mong cho ai má hồng môi thắm, cho mắt thêm xanh và cho tóc thêm quyền, cho làn da thêm tươi thắm mịn màng, cho tuổi xuân không qua vội vã, cho cuộc đời bà không có mùa đông. Nhiều khi một mình thơ thân tìm em, tìm về kỷ niệm trên phố lương gian, tìm đâu là giấc mong vàng, tìm đâu là dấu chân nàng chỉ mối tình trái ngang. Nhưng kỷ niệm ngày xưa còn chi đâu nữa, quê mẹ giờ đây tan nát bởi quân thù. Đây tóc nàng ngày nào trao tay, tôi giữ hoài trọn đời không phai, giữ cho đến lúc tàn hơi. Vòng tay này âu yếm mãi cũng như là ôm bóng nàng, tan tình tan tình tình tan. Lão
những tâm cướp mất vợ tôi trên đường về quê mẹ. Vì nỗi nhớ thương biến thành căm hận, tôi trở về đây tìm người xưa thì đã vắng xa rồi. Xin giả biệt bà. Là giọng nói của Hạ Tùng, giọng nói của chồng tôi. Phải, chính tôi là Hạ Tùng đây. Đôi mắt của tôi đã hoàn toàn bình phục. Thảo sư, bao năm xa cách nỗi nhớ thương, nỗi lo sợ cho em khi phải ngậm đắng nuốt cay, sống chung với loài lang xoái. Nhưng bây giờ gặp lại em, thấy em vẫn bình yên, có kẻ hầu người hạ, có niềm ấm chăn êm, có lụa là gấm vóc, anh vô cùng sung sướng. Còn bây giờ xin vĩnh biệt. Tình bây giờ thôi đành xa cách, đắng cay tôi hơn. Tình ta như đã xa xôi, trách ai nỡ quên câu thề lòng, nghẹn lòng nói không thành câu. Mắt anh đã quen lệ rồi, và nụ cười tắt trên bờ môi. Hạ Tùng. Thảo sư. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, khiến ai phụ tình ai. Tình ta giờ chia xa, bao tiếng yêu trôi vào hư không. Hạ Tùng ơi, đừng dối trách em là người giống phụ, em vẫn là em của ngày xưa. Cô vẫn yêu anh với tấm chân tình tha thiết. Sáng là lòng em tan nát, suối lệ trào dâng cho số phận hồng nhan bà phước vô phong trời. Hãy hiểu cho em đang sống trong cảnh cá dầu chim lòng, có nhớ có thương mới quân nguyên. Lúc đêm về ôi thương nhớ vô biên, phải cười nói cho qua ngày đoạn tan. Có biết chăng đó là một linh hồn đã chết, cố gượng sống chờ mong ngày hồi ngộ trùng phùng. Nhiều đêm một mình thương nhớ về anh, tìm về kỷ niệm nơi phố Lương Giang. Người ơi có thấu cho lòng, tình em vẫn mãi trao chàng, âm thầm buồn tiếng thở than. Tình của đôi ta là bấm là qua đi vào lối, mong chờ tình cần mấy sang bằng cách chờ. Anh ơi xin đừng nói lời biệt ly, tình này thiên thu vàng đã không phai. Còn gì nữa đâu mà buồn với như hồi giấc mơ sau đó lời nguyện từ đây đành thôi. Cánh ngăn cho dấu thời gian làm mờ đi bao kỷ niệm em đã nguyện yêu ai là yêu đến muôn đời. Thảo sư, em hãy theo anh đi mau. Hạ Tùng, em sẽ theo anh,
nhưng xung quanh đây giữa dòng dây quân giặc, anh hãy cẩn thận. Ta đã vào đây thì há sợ gì lũ quân cướp nước. Nàng hãy theo ta, đi, đi em. Mình sẽ chuyên cần dựng xây hạnh phúc trong mái gia đình, tiếng cười rạng rỡ. Rồi mình có những đứa con, chúng vui đùa hớn hở. Cô Hai ơi, cô Hai. Cái gì đó? Cô Hai về nhà gấp, ông tìm cô. Có chuyện gì vậy anh Tròn? Có người đến coi mắt cô Hai đó. Hả? Ông bảo phải tìm cô Hai về gấp. Anh Tròn ơi, nhưng mà ai vậy anh? Nghe nói là cậu Quỳnh Trung, con trai ông chủ lò gạch Con Én. Trời ơi. Quế, em có sao không? Quế ơi, sao đến giờ này em vẫn không cho anh hay về quê? Anh ơi, em cũng như anh mà thôi. Em đâu có biết là ba em tính chuyện gả em cho con trai của ông chủ hàng. Quê ơi, mới nghe qua anh tưởng mình đang rơi xuống chín tầng mây thăm thầm. Cha mẹ đã định cho em rồi, vậy mà ở đây mình toan tính chuyện hôn nhân. Say giấc mơ hồng định hướng tương lai, ta đã hẹn nhau cho dù trăm đắng ngàn cay. Ta vẫn mãi yêu nhau không có thâm sàng hẹn, ngờ đâu hôm nay mọi chuyện đều cãi đổ. Còn chi duyên nợ, nghe tình kia như bọt nước tan rồi. Mặt nhìn mặt nhau mà sao quá xa xăm. Ơi hỡi cao xanh, tạo ra lâm nỗi đoan trường. Cường ơi, xin anh đừng quan trách,
chớ nên sầu hận. Hãy dựng tâm để vượt qua cơn sóng gió ba đào. Ta lại cùng nhau bước tiếp đoạn đường. Lẽ đâu trời cao đài đọa, chuyện đôi mình suốt kiếp mãi. Trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay tôi cứ mãi ôm ấp một thiên đường hạnh phúc có gió mát trăng thanh tô điểm cho một mối tình chung thủy. Nhưng khi chợt tỉnh ra chỉ là ảo mộng, vì trong cuộc sống hôm nay giai cấp hèn sang đã phân chia tình ta đôi ngả. Em là con chim quý phải sống chốn lâu son, nên tôi nào có dám trách chị ai, chỉ trách mình vô duyên bạc phận rồi hôm nay khổ đau một mình ôm trọn lầm lối. Trong đêm với đôi chân không bao giờ biết mỏi, đành vùi chốn kỷ niệm buồn đau để cho em yên tâm với niềm hạnh phúc thong thả ung dung mà cất bước theo chồng. Xin chúc đẹp mãi duyên đồng, đừng nhớ đến anh những chiều hò hẹn đã tô thắm hương đời em trong khoảnh khắc thời gian. Cuộc tình nào cũng có lúc hợp rồi tan, em hãy quên đi đừng bận tâm suy nghĩ, hãy xóa đi hình ảnh anh trong tâm trí để bình thản bên chồng mà trăm năm hạnh phúc. Cường ơi, em yêu anh bằng tình thương chân thật chứ đâu màng đến những chuyện cao sang. Xin trả cho người từng lời thương lời nhớ, xin trả cho người từng ngày tháng. Trả cho em một ánh mắt với nụ cười ngây thơ mà một đời tôi trót yêu lầm lỡ. Xin trả em về bên khung trời mới, xin trả em về thế giới của em, để cho em được sống với cái mà đời em muốn. Bên tôi người có sướng vui gì? Cường ơi, anh có biết đâu tình yêu của em trao trọn cho anh ngàn năm chung thủy, cho dấu mai đây để dấu tan biến tình dần một lòng giữ mãi trong tim. Xin đừng dội trách em có ngờ đâu chuyện ta cách trở đau khổ vì ai, cho đến thiên vô cho đến thiên vô nhưng chẳng phải mơ. Một thành trì cha mẹ có sự tôn tính thì tình mình chắc phải lìa xa. Em đã yêu anh từ muôn kiếp nào, cho dấu mai sau đời nhiều bế dâu, biết rằng chẳng được gần nhau đừng đem cay đắng cho nhau. Huệ ơi, chỉ có cách tốt nhất là em hãy quên anh đi, cứ nghe lời cha mẹ đi lấy chồng là hơn. Anh Cường, em về đi. Này tôi đâu còn gì
đâu còn vàng son im ấm. Làm sao lối kéo bước chân em về bên tôi, tình đành chia hai lối. Thôi em hãy đi về, bên kia có bao người đang đón đợi chờ em. Ai chẳng đau lòng một khi duyên tình lỡ, nhưng có đau nào bằng lầm lỡ gì yêu. Thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng. Từ nay tôi đành tập sống riêng mình. Huệ ơi, anh không thể nào mất em được. Huệ Cường ơi, hãy hiểu cho em vì phận hiếu nghi phải thành người tình phố. Tình ta giang dở chớ, trái tim em vẫn dành cho anh còn nguyên vẹn đó. Như gió muôn dần mây muôn thở chẳng thay lòng. Lời ngói nhưng mà giờ đây mây mờ văng phủ giấc mộng ngày xưa còn chi đâu nữa. Giờ chỉ còn riêng tôi sầu cô đơn, từng đêm thâu giọt sương khuya còn văng văng. Thôi nhé, từ đây ôm gối mộng riêng mình. Anh chỉ mong em được hạnh phúc trọn đời, thì nỗi đau kia anh sẵn sàng chấp nhận, chớ không bao giờ oán hận gì ai. Khi đã yêu là chấp nhận hy sinh, cho người mình yêu được vuông tròn hạnh phúc. Chớ không thể nào dùng tình yêu mà ép buộc, giành giật trong tay một tình cảm xa rời. Anh Cường, em xin lỗi anh, hãy tha lỗi cho em. Vì chữ hiếu nên em đành lỗi hẹn. Em sắp lên xe qua rồi, anh có hiểu cho em không? Em không cười mà em lại khóc. Anh Cường. Quỳ, đã hiểu nhau rồi. Dạ, xin tạm biệt. Khỏi tạm biệt gì hết. Ông phát hiện cậu trèo tường vô đây, đàn báo công an bắt cậu đó. Trời ơi. Quỳ ơi, anh đi nghe Quỳ. Anh đi nghe Quỳ. Anh Cường, đi cẩn thận nha. Rồi xong, trốn đâu cho thoát. Sao vậy anh Trường? Tôi nghe ông nói ông biết hết chuyện của cô Hai với anh Cường, mà anh Cường trèo tường vô nhà nên ông gài cho cảnh sát bắt vì tội ăn cướp. Nghe đâu cũng ở tù 5-7 năm chứ không phải chơi đâu à nghe. Anh Cường. Trời.
Cường ơi, trong lúc anh rời ra xác thân nơi lao tù ngục tối vì nỗi hàm quan cha em gây nên tội, thì ở xứ lạ trời xa em cũng thành quả phụ, thành kẻ mồ côi đơn độc ở trong đời. Em nói sao? Cha em vì làm ăn thua lỗ nên sanh bệnh mất đi rồi. Tới khi chồng em qua đời vì tai nạn, cha chồng cũng từ mặt không nhận nhìn con dâu. Em vừa để tan cha lại để tan chồng, mang trong lòng nỗi nhớ về câu chuyện tình cũ. Học nghề mai em giữ đường sinh kế để ngày nay gặp lại bạn chung tình. Quế ơi, anh cứ tưởng em đã yên bề hạnh phúc, anh không ngờ em cũng ngặt nghèo những năm tháng đã qua. Cường ơi, cho dù thế nào đi nữa thì em cũng chỉ có anh là người em yêu suốt kiếp. Quế ơi, nhưng thân anh giờ đây đang trong dòng lao ly, anh đang bị người đời lên án rẻ khinh, lại còn tới 7 năm phải ẩn thân giấu mặt. 7 năm dài biết em có chờ được hay không. Những đêm đông mơ gió lạnh cô phòng, người thiếu phụ chợt tỉnh giấc nửa đêm, nước mắt lại tuôn trào. 7 năm dài thương nhớ dâng cao, đời em lại tiếp những khổ đau, làm cho anh khó nghĩ vô cùng. Tội nghiệp người chờ mong. Cường ơi, xin anh chớ sầu, đã yêu rồi em chờ anh ngàn năm vẫn đợi vẫn chờ, chúng mình nối lại duyên xưa, có chờ mong mới thấy tình cao đẹp, mới thương yêu gắn bó hơn nhiều, chứ thủy chung mới được dừng bền, thử thách lòng quê ơi. Sao cái đêm tái ngộ ngỡ ngàng, anh vội vã tìm em người thiếu nữ lỡ một thời xuân, liệu thời gian chờ đợi có xóa tan đi những vết ưu tư mỏi mòn trong ngóng, hay chính thời gian kia đã tàn phá sức thanh xuân của người cô phụ mà bấy lâu nay đang mỏi mắt trong chờ. Thương nhớ ưu tư sẽ làm cho ma thấm phai hồng, định luật thời gian là chiều thẳng tiến, hương sắc con người đâu níu kéo được thời gian. Anh yêu em nên suy nghĩ miên man, sợ tuổi xuân của em phải chôn vùi tháng ngày chờ đợi. Em hãy quên anh tìm bờ bến mới, cho anh được yên tâm trong năm tháng là hồ tù đời anh
nay dần trăng tài, tâm thân đau ly tháng ngày nên đơn. Chờ anh em quý, chờ anh ngàn năm vẫn đợi một ngày trùng qua. Quệ ơi, anh mừng quá Quệ ơi. Dạ, con tạ ơn trời đất. Quệ ơi, em đợi anh nha Quệ. Đợi anh nha Quệ. Anh Cường, em về nhưng em sẽ đợi anh suốt đời suốt kiếp, ngàn năm em vẫn đợi. Đây là đâu? Gác tía lầu son, mạn the trương gâm. Đâu mất rồi bến nước dòng sông? Có chiếc đò đưa xuôi ngược bền bồng, có tiếng sáo veo vong ru hồn người lãng bạc. Trần gia, anh đang ở đâu? Người ta đưa anh đến đây để gặp em, và người ta nói là em đã thay thuyền đổi bến. Cẩm Giang em, em hãy nhìn thẳng vào mặt anh nè, và em hãy trả lời cho anh biết, em có còn yêu anh nữa không? Ta sẽ đứng sau bức rèm kia để chờ nàng nói lời tuyệt tình với hắn. Nếu không, ta sẽ ra lệnh cho quân sĩ bấm dầm hắn ra từng chậm mảnh. Không, không! Anh Trần Giả, anh hãy về đi. Tại sao? Tại vì tôi không còn yêu anh nữa. Cẩm Giang, em nói sao? Em không còn yêu anh nữa. Phải rồi. Vì ở nơi đây trong cuộc sống giàu sang, đã ru nàng ngủ say trong hạnh. Nàng đâu nhớ gì nơi bên nước cầm ngơ giang. Có hai kẻ đã yêu nhau và thốt lên lời hẹn, sống không xa nhau
và chết cùng không rời nhau nữa. Tôi không biết gì nữa hết. Anh hãy về đi, hãy về đi. Vì sao? Vì anh nghèo lắm. Anh không có gì tất cả. Anh không có gì tất cả. Phải mà, vì tôi nghèo xác xơ, tấm thân tôi vốn tên lại đò, thì đâu am gì mơ gì cao sang. Người ơi, chớ nên tránh chi thân phận, thôi hãy về đi anh ân tình đã phai. Phai, rồi tôi sẽ ra đi đến một phương trời xa, vì đã chán ngán nơi đây lòng dạ con người thay đen đổi. Mặc áo lùa ngày xưa sờ phai màu sương nắng, nên người ta dối quên tình quên nghĩa quên buổi ban đầu quên mối thề xưa. Rồi giờ đây khoác áo cao sang mà kiêu hành dơ. Trọn lời để cho con đò xưa không còn neo bên cô, chắc không bao giờ rước được khách sang sông. Ôi thật đáng buồn thay cho những kẻ phụ dông, ham danh lợi mà không màng chi đến điều nhân nghĩa, không sợ tiếng miệt khinh của người đời mai mỉa, không sợ kẻ bàng quan nhìn thấy sẽ cười. Trần Dạ, anh hãy nguyện rủa tôi nữa đi, hãy nguyện rủa thật nhiều nữa đi. Để làm chi? Dù sao giữa tôi với cô cũng đôi đường đôi ngã. Trần Dạ ơi, tôi chỉ khuyên anh mau rời khỏi nơi đây, chứ đừng đáng lại làm gì cho thêm. Tre làng rung rẩy trước đông phong, chờ người diệt khách quy hội cung. Vậy anh hãy nghe lời tôi khuyên lần sau cuối, rồi mai một đây mình không gặp nữa bao giờ. Phải, rồi tôi sẽ ra đi. Chúc cô ở lại đây được nhiều hạnh phúc. Tôi chỉ mong sao anh hiểu cho lòng tôi. Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ, đừng nói làm chi tội lắm người ơi. Tôi biết duyên tôi rồi, tại số tôi nghèo nên người đành phụ tôi. Thôi nói nữa mà chỉ cho thêm buồn người ơi. Coi mỗi con người ai ai cũng có khối óc cũng có trái tim, nên ai cũng chọn cho mình một con đường hạnh phúc. Giữa cô với tôi không cùng chung lý tưởng, thì làm sao mình chung bước đi về. Tôi cứ kể như mình không bận biểu với nhau, thà rằng chia tay mỗi người mỗi ngả. Chắc có lẽ rồi đây tôi không về qua ban đầu người ta đã cố tình.
ra. Tôi không tin cô nữa đâu. Cô đừng khóc nữa. Tôi không tin cô đâu. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Thôi đành đổi hẹn. Duyên không thành, tình không vẹn, kiếp này không mong gì tái hợp. Trần gian ơi em đã phụ anh rồi. Cuộc tình như giấc chiêm bao, người xa người khiến lòng tê dại. Vĩnh biệt em hỡi cô gái ba tình. Xin trả cho anh, hãy về đi, về trên bến nước sông buồn, quấy động dần trăng cho tình thêm tan vỡ. Mãi chiều cô đơn.
ngày lại ngày. Tôi sống kiếp lang thang như chờ đợi ở tương lai một cái gì vô vọng. Chờ đợi xuân mà xuân không bao giờ đến, thế nên trời mãi khép đông cho sầu chất nắng sầu. Lời ông nói thật tình làm cho tôi khó hiểu. Tôi muốn biết ông là ai. Dạ thưa bà, tôi chỉ là kẻ ăn mày khốn khổ, đang cần bát vàng cơm máu để đổi sống với người ta. Ông ơi, những điều ông vừa nói ra tôi nghe như có chút gì mỉa mai chua xót. Tôi muốn biết rằng ông quen hay là sao làm kẻ tiện đưa tôi cất bước theo chồng. Điều đó không nói được, tôi lấy chồng nhưng không có hạnh phúc đâu ông. Vậy thì ông cũng đừng nên tiện đưa tôi, chỉ như thế chỉ làm tôi thêm nhớ đến người yêu cũ. Thà rằng cứ để tôi dẫm bừa lên kỷ niệm cho người được quên tôi, cho tôi cũng quên người. Ngày xưa tôi cũng có một người yêu, nàng đẹp lắm và nàng yêu tôi nhiều nhiều lắm. Nhưng định mệnh trái ngang, trò đời dấu bề đã làm cho tôi và nàng mãi mãi xa nhau. Xin tiểu thơ hãy gọi tên tôi lần cuối rồi lên kiệu cưới ra đi. Nhưng tôi chưa biết tên ông. Tiểu thơ hãy gọi tên nào mà tiểu thơ yêu mến nhất, để tôi nghe được những âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Vũ. Âu Thiên Vũ. Ông cũng biết tên Âu Thiên Vũ. Trong những ngày hành khất mỗi nơi, tôi có gặp một gã ăn mày mang tên Âu Thiên Vũ. Hắn có dạy cho tôi bài ca tống biệt dùng để đưa tiễn một người yêu. Bài ca tống biệt. Xin tiểu thơ hãy nán lại phút giây để đóng trọn vai trò, để nghe tôi hát trọn bài ca tống biệt. Ta đưa tiếng ai bước lên xe qua về đâu, trông theo bước ai bao dòng lệ máu tuôn sôi. Tình đôi nơi mình đôi nơi, người ơi tình ta giờ đôi nơi. Tiếng đưa người nghe sầu dâng mây. Trời ơi, những âm thanh quen thuộc như đưa tôi ngược dòng thời gian trở về dùng kia.
gặp lại người ăn mày tên Âu Thiên Dù. Xin ông hãy bảo lại rằng người con gái thời xưa đã nghe trọn bài ca tống biệt ngài xuất giá theo hoa chồng. Dù có còn sống sót sau những ngày dài đau khổ, nhưng nếu hắn có chết đi rồi, có nghe được những lời này chắc cũng ngậm cười nơi chín xuôi. Ông ơi, nếu người ấy chết đi, chắc đã chết trong nghẹn ngào. Con gái sáng sông thì bổn phận là phải lãng quên tình cũ, nhưng đối với con người bạc phước đó qua quên chẳng là ngày tôi dính biệt cuộc đời. Xin cảm ơn tiểu thơ đã giúp cho tôi tròn nguyện ước, giờ xin tiễn đưa nàng vui bước vô. Trò ông mơ, ông cũng đã giúp tôi trút cạn lòng mình. Bây giờ xin vĩnh biệt. Hồ Như Thủy, Hồ Như Thủy, nàng đã đi rồi về xứ là tháng ngày qua tình cô cũng xa. Giang hồ lê gót chân phiêu làng, chợ đời thất thiểu một mình ta. Nào trách em giống tình lỗi hẹn, thì giờ đây anh xin em hãy quên anh như quên một buổi chiều vàng trong kỷ niệm, để được an tâm khoác áo du quy theo chồng về bên ấy. Vì giờ đây anh chỉ là kẻ đứng bên về đường tiễn đưa kiều qua, lần sau cuối rồi sẽ dấn thân vào trong gió bụi khi anh tà dương vừa khuất vàng dưới chân. Dù muộn dù không thì mình cũng xin giả biệt trong đời, cho trà qua lý được ngắm em hạnh phúc, cho tôi nối tiếp đoạn đường gió núi gần trăng. Nhìn những dòng nước mắt đang lăn dài trên má anh, biết lòng của em đang xúc động đớn đau, cũng như lòng tôi đang triệu nắng thương sầu khi biết rằng mình sắp chia tay vĩnh viễn. Ê Miên ơi, cầm bằng như em đã chết, cầm bằng một giấc mơ thôi, tình yêu kia đã lỡ rồi, lưu luyến chỉ càng thêm buồn thêm khổ. Hàng ngày xưa vẫn còn nhớ, mai sau ngày hôm nay tình ta đôi ngà, để cho én kia kêu sầu lẽ bạn khóc cô đơn bên triền núi lạnh, tình của ta đang chung đôi mà giờ đây ai lại nỡ cách chia xa, để lòng nghe sầu nhung nhớ khóc cho tình ta
có xa nhau vẫn nhớ cùng ai chia sẻ mấy vui à buồn. Mỗi bước ra đi là muôn nỗi đoạn trường, đường lên cho bản mưa rừng xôi xục, đường về quảng lan đầy ấp lá rừng khô. Xin anh đừng trở lại nơi dòng suối cũ, lầm lỗi anh hai niềm tình tha thứ một lần thôi. Qua lý ơi đường trở lại thôn xưa một mình thôi thôi, ngọn gió lạnh như dao cắt thịt xương, hồn cô lứ thêm chanh lòng hoài cam, khói hoàng hôn mờ quyện mái nhà xưa. Tôi sẽ đứng trên một gần đa nhỏ, mắt hướng về phương ấy mịt mù xa, núi rừng xanh ù mình trong sương, xóm nhớ thương ai nhớ thương ai mà cay xé trong lòng, giây phút bên nhau còn chi đâu nữa, thương nhớ chi nhau càng thêm xót đau. Giờ đành chia xa duyên tình ta rồi, nghe nhớ thương chi nhiều luyến lưu chi nhiều, chỉ làm khổ nhau thôi thà mình chia tay. Em ơi khói ai gieo sầu cho ai. Trăng Y Miên, Hoa Ly, thôi xin giả biệt. Trăng Y Miên, vào trong một giấc mơ buồn ba, rồi có một chiều nào bà dừng chân nơi quán là xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trần. Mình một cuộc sống bên trời cô độc như loài chim buồn lạc lõng giữa đêm sương. Bà ơi nếu một phút giây nào bà chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thề hẹn ước, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau dài chốt lễ ban đầu. Ông là ai mà giọng nói như nghẹn ngào nức nở, nhắc chuyện ban đầu của hai đứa yêu nhau. Có phải chăng ông là kẻ đã ra đi và bỏ lại sau lưng niềm trống lành? Bà ơi chỉ như tôi đã cùng bà thề hẹn buổi chia ly thì giấc mơ xưa không còn gì nữa, khi rượu tân hôn nồng nực phía loan phòng. Trời ơi tâm ca, bà đã bình yên khoác áo theo chồng, bà đã tận hưởng một cuộc đời vàng son hoa mộng, bỏ lại bên đường vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàn hạnh phúc, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dặm trời xa, không bỡ ngỡ mộng sông hồ.
tâm can. Vậy là anh đã cố tình vĩnh viễn xa em để cho bà bình yên lên kiểu cưới. Không, nhưng đó là quyết định của sư mẫu, em không thể nào cãi lời người cho được. Tâm can, xin anh hãy nghe em nói. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta, còn tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có tiếc thương cũng đành xa, biết mong mấy nào rồi cũng tàn cuộc giữa canh sương. Thì tôi đường bà đi, đường tôi bước chân gót quang hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên triền đồi, có lạ để lắng nghe chim quyên đang rộn rã kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống, bên cạnh chồng và những đứa con xinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, bụi sông hồ sẽ vùi lấp bước chân hoang. Xin vĩnh biệt tâm ca nhà mùi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thì cũng yêu mà yêu với chồng, mộng lòng chết theo rượu hồng pháo cưới. Thôi hết rồi em đã về vui với người, xa nhau muôn đời sầu này. Tình yêu của chúng mình không lưu giữ được, nay chỉ còn nước mắt đồng quanh mi. Rồi từng chiều buồn giọng tiếng thu không, nghe âm gian khúc nhạc lòng gian dở. Nga muội, tôi trở lại đây gặp Nga lần sau cuối, rồi sẽ dấn thân vào trong cõi gian nguy. Em khuyên anh hãy quên bỏ thù xưa, càng rửa hận, hận thù càng chất ngất. Nga muội, tâm ơi, trời bây giờ đã sắp hết mùa thu, những cội ngô đồng khẳng khiu trơ trọi, những bầy chim sao xác trở về nam, làm cho nỗi ly đấy. Nga xin quỳ dưới chân người yêu cũ để ân cần thăm hỏi một lần thôi. Rồi nửa đêm nay em sẽ là cô dâu mới, không bao giờ còn gặp lại anh đâu.
Rồi sau đó hai chúng ta đành vĩnh viễn chia xa. Sơn ca Bảo Xuyên. Thank you.
tình ngang trái sẽ đi vào cõi chết hôm nay. Sơn ca ơi, tại sao chúng mình phải dám giết lẫn nhau khi anh và em vẫn một lòng thương tường? Khi hai chúng ta không thù không quán, hoàn cảnh chi đâu mà cay nghiệt bao ta. Xuyên ơi, quyến luyến mấy rồi cũng đành ngăn cách, cạn chung rượu này là vĩnh biệt nhau thôi. Hãy uống đi Hồ Mùi, người con gái tôi yêu, và hãy tuốt kiếm đi hội bảo xuyên quận chúa. Các thiên sứ đại môn! Dạ. Khoan, hãy chậm lại cho ta vài giây phút nữa. Rượu tiễn hành còn vướng đông bờ môi, tiếng tạ từ còn vang vọng đâu đây. Lời tâm sự ngày nào nhớ mới đôi hồ. Môi cay đắng nước mắt nào vẫn sâu. Ôi tôi buồn lễ trao, rượu cạn chung giá từ nâng chén lòng dâng sâu. Chén chia tay gia từ lòng giá tư thôi quang thù ngăn được. Sơn ơi, chốc lát nữa đây trong hai ta sẽ có người cùng ai ngắm trăng lên nhìn lá rụng sống bên nhau cho đến muôn đời. Hồ bao xuyên, sơn ca, tận cùng sâu thẳm của hai tâm hồn ta vẫn tha thiết yêu nhau. Nhưng thôi em hãy gượng sầu khuây lấp niềm đau, khi phải cúi đầu tuân theo mang số. Không, em không thể chống lại quy quyền của phụ hoàng.
phải về khó tối trước triều ca. Nếu anh có trở lại Giang Nam cuối mùa lá rồng, xin hãy mang theo kỷ niệm của đêm này. Một bếp lửa hồng bắp bụng cháy giờ, một ngôi chùa hoang phế cô liêu, kỷ niệm cuối cùng của chúng mình còn sót lại từ hôm nay và mãi mãi đến sau này. Thân tàn phế nghèo tay trắng lưng không, là một kẻ ba giờ sống lang thang trên phố chợ đầu đường. Tôi quen biết đâu sang cả, người giống họ giống tên, trên thế gian đâu phải lạ lùng gì. Cảm ơn cô đã thương kẻ nghèo hèn, tấm lòng kia tôi luôn ghi nhớ. Tôi không phải là hạnh của cô đâu. Anh Hạnh, thôi Lan ơi em hãy về đi, đừng thương tiếc làm chi một con người khốn khổ. Vì giữa chúng ta đã hết tình, hết nghĩa, hết nợ, hết duyên rồi. Dẫu biết rằng cuộc chia ly có kẻ khóc người cười, anh mừng cho em trị lành đôi mắt, mang ánh sáng ngập tràn cho em mừng duyên nợ trăm năm. Còn tôi, Lan hãy xem tôi như đã chết từ lâu, đừng tiếc thương chi một cuộc đời bất hạnh. Đâu dám đèo bồng mơ ước chuyện tình duyên, thôi thế đành thôi, mình dính biệt nhau rồi. Đời anh còn gì khi anh mất em trong đời,
thương nhớ thương từng đêm, nước mắt tràn dân tình xuân phai tàn duyên tình lỡ làng. Làng ai về đi tình ta không còn mong gì trùng phùng. Hạnh ơi anh đừng mặc cảm thân phận của anh mà làm khổ hay chúng mình chi nữa. Em phản bội tình chung anh tôi buồn lặng lẽ, chưa đủ hay sao mà còn quý bỏ một chân tình. Thổn thức với nỗi trái ngang em mới nhìn lại được mình. Ngày xưa anh vui em anh không tàn tật, em sợ anh buồn nên giả bộ tin thôi, và lòng tin theo năm tháng dần trôi. Em yêu anh yêu tâm chân tình cao quý, người ta mượn bóng hình anh để lừa dối em, khi em vừa thấy lại cuộc đời. Anh Hạnh, anh nói đi, tại sao anh lặng im như bàng hoàng xúc động? Anh hãy nói, anh hãy nói anh là Hạnh của Lan, hay anh nghĩ em là người vong tình bội phản? Không, không, em vẫn là Lan của anh đây, em vẫn là Lan của anh đây. Anh Hạnh, Lan, em không có lỗi, mà người có lỗi chính là anh. Nếu anh không mặc cảm bỏ đi, không tự ti đưa mình vào bẫy, thì hai đứa mình đâu phải cách xa nhau. Anh yêu em mà không hiểu được lòng dạ của em. Lan ơi, hôm nay mình gặp có chậm lắm không hả Lan? Không, anh Hạnh ơi, ngày xưa em thường nói dẫu anh tàn phế hai chân, em vẫn yêu anh đến cuối cuộc đời. Anh Hạnh, Lan, bây giờ tại ở trong tay em không để mất người yêu năm nào. Lan, Lan, yêu nhau trên nẻo đường đời, ngại chi sống gió chồng gai ngăn đường. Anh Hạnh, Lan, anh Hạnh, để rồi có biết bao cô gái nhẹ dạ cả tính cũng vì anh mà đỡ thân vào nơi ô nhục, để cuộc đời không còn lối thoát và mãi sẽ không tìm được ánh sáng. Ngày đó tôi cũng như bao cô gái khác đã nhẹ dạ cả tin vào tình yêu hoàn hảo của anh, để rồi từ một cô gái ngây thơ anh đã biến tôi thành một cô gái ngành ca.
dài dò tôi thân xác lẫn tâm hồn. Hiền, sao em nặng lời với anh quá vậy? Tại anh thua lỗ công việc làm ăn, nợ nần nhiều quá nên anh mới nén lòng cho em đi làm theo ý của chị anh để trừ nợ cho bà. Chứ mỗi lần thấy em đi với người khác, ôi, lòng anh đau lắm em biết không hả? Là thằng đàn ông thì có ai vui khi thấy vợ mình ngày qua ngày vì mình mà phải chịu biết bao người đàn ông ôm ấp. Lòng anh quặn đau nhưng cố nén lòng chịu đựng. Em thương anh mà cố thêm thời gian nữa, rồi chúng ta sẽ rời bỏ nơi đây mà dựng lại hạnh phúc của cái thuở ban đầu. Anh sẽ bù đắp lại cho em những năm tháng thiệt thòi. Anh sẽ đưa em về lại quê xưa, chúng ta sẽ cùng quỳ xin cha tha tội, xin cha thương mà cho anh được hỏi cưới em. Anh sẽ xin cha cho anh ở lại quê nhà để anh và em cùng nhau phụng dưỡng cho cha. Mái nhà tranh xưa anh sẽ cho người xây lại, làm đúng như ước mơ mà em đã ấp ủ trong đời. Còn bây giờ em đừng giận cũng đừng hờn anh nữa, hãy tin anh, tin như thuở mình mới yêu nhau. Mình sẽ vì nhau mà hy sinh thêm thời gian nữa. Khi đã có nhiều tiền mình rời khỏi nơi đây. Có thật vậy không anh? Ừ. Anh không có gạt em nữa phải không anh? Anh không gạt em nữa, anh thề với em á là... Anh là... đổi nghề đi. Ờ... sẽ tốt hơn cho anh đó. Đổi nghề? Mà đổi nghề gì? Nghề diễn viên. Vì anh diễn giỏi như vậy mà. Chứ làm ma cô hả? Uổng lắm. Em đứng lại đó. Em muốn đi đâu? Đi đâu? Đi đâu thì mặc xác tôi. Anh không có quyền. Mày nói tao không có quyền. Được, để tao cho mày biết cái quyền của tao trong cái nhà hàng này nha. Thằng ma cô như anh thì có cái quyền gì chứ? Cái tát này là cái quyền của thằng ma cô, còn cái tát này là trị tội mày dám hỗn láo với tao đó. Lao nước mắt làm mặt lại vào trong tiếp khách đi. Ngoan thì tao thương, còn hỗn nữa thì đừng có trách tao đó. Hiền ơi, tất cả cũng tại mày. Tại mày tin lời mật ngọt. Để giờ, giờ đời không còn gì để mất. Cha ơi, giờ con về thì cũng muộn rồi phải không cha? Con sẽ cố gắng làm để trước lúc con chết, con cũng có tiền gửi về cho cha phòng thân khi tuổi già sức yếu. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Con nhớ cha nhiều lắm, cha ơi. Cô ơi, cho tôi hỏi thăm. Anh Hiền, đúng là em rồi. Sao, sao khóc dữ vậy? Anh Lành. Anh Lành, anh lên đây. Còn, còn cha em, cha em có đi với anh không? Bác Tư lúc này yếu lắm nên chỉ mình anh lên đây thôi. Sao, sao anh biết em ở đây mà anh tìm vậy? Hiền,
Sao mấy năm nay em không về thăm bác Tư? Cũng không có một lá thư gửi về thăm hỏi. Bác Tư nhớ Hiền nhiều lắm Hiền ơi. Ngày nào bác cũng ra ngõ trong ngóng, mong đợi tin tức của em. Càng ngày sức khỏe càng yếu, em biết không hả? Em xin lỗi, em xin lỗi. Em nên về nhà xin lỗi với cha em kìa. Em... Mặt của em sao vậy Hiền? Ai đánh em? Nói nghe đi, ai đánh em? Anh Lành, em khổ lắm. Người ta gạt em, người ta gạt em rồi anh Lành ơi. Hiền, Hiền ơi, nếu ở đây người ta không tốt với em, họ đánh em, họ tệ bạc với em, thì ở quê xưa em vẫn còn có một người cha luôn hết mực yêu thương em, và mái nhà tranh quen thuộc luôn chờ mong đón đợi em về. Về nhé em, về bên anh, về với quê nhà. Tuy quê mình không như thành phố náo nhiệt, nhưng em sẽ có được bình yên và hạnh phúc yêu thương. Còn ở đây em lạc lõng bơ vơ, người ta không thương nên họ thẳng tay hành hạ. Hiền ơi nhìn em khóc mà lòng anh đau, thà người bị đánh là anh để anh chịu tay cho Hiền. Lành ơi bây giờ đã quá muộn màng, làm sao trở về khi đời lấm lem bụi trần. Đời em giờ như chiếc lá úa màu nắng mưa, cũng bởi em tin dối gian mật ngọt người ta. Hãy theo anh về làm lại cuộc đời. Em hãy xem mọi chuyện ở đây chỉ là cơn ác mộng giữa đêm dài. Khi tỉnh dậy, ác mộng sẽ dần quên lãng, và em sẽ là em, là Hiền của Lành như thuở trước. Em hãy về quê xưa, về với anh, về với mái nhà quen thuộc. Anh vẫn yêu em và mong chờ ngày em quay lại. Anh và em cùng nhau đi hết đoạn đường. Không Hiền ơi, em hãy nghe anh rời bỏ nơi đây. Em hãy cùng anh trở lại quê nhà. Lần này anh về không có em, bệnh bác Tư sẽ càng thêm nặng. Không lẽ em muốn suốt đời không gặp lại cha sao em? Cha đã vì em mà cả đời lao tâm lao lực, đừng vì mặc cảm mà để cha sống cánh quạnh hiu. Anh Lành, em sẽ về, em sẽ về với cha em. Vậy mình đi liền với em. Nhưng không phải bây giờ. Hiền, anh nghe em, anh về trước. Em còn một số việc, làm xong em sẽ về liền.
Còn đây nè, đây là số tiền em dành dụm được, anh đưa cho cha, nói là em thương cha nhiều lắm nghe anh. Không được, em phải về cùng anh. Còn tiền em tự đưa cho bác Tư đi. Anh Lành, anh thương em không anh Lành? Anh nghe em một lần này thôi nghe anh. Giờ anh về đi, anh về nhanh đi anh Hiền. Đừng ở lại đây nữa, đi đi anh. Cha ơi, con xin lỗi cha, con bất hiếu đã để cha vì con mà tuổi già vẫn còn buồn còn khổ. Mày giỏi lắm, dám giấu tiền nữa ha. Tao thấy, tao nghe hết á. Nhưng tao nghĩ tình mày đã phục vụ tao mấy năm nay, nên tao để cho mày làm tròn chữ hiếu. Sao cưng, nên cảm ơn anh đi chứ. Ơn hả? Phải, tôi nên cảm ơn anh. Vì nhờ anh mà cuộc đời tôi mới khổ sở nhục nhã như bây giờ đây nè. Tôi cảm ơn anh. Cảm ơn một thằng Sở Khánh, một thằng vũ phu. Vũ phu nè, nay mày khỏe dữ ha. Đánh từ sáng tới giờ mà vẫn còn sức để chửi. Khóc khóc khóc, mày khóc cái gì? Ngoan ngoãn đi, chứ đâu có bị đánh. Tiền đâu? Đưa hết đi cho tao. Tôi không còn tiền. Mày được, mày chờ đó. Gì đây? Kết quả xét nghiệm bệnh nhân ung thư phổi. Vậy là nó sẽ chết. Để nó ở đây sẽ tốn thêm tiền thuốc. Lỡ nó chết bất tử, công an đến đây thì không được. Hiền, em bệnh sao em giấu anh? Trời ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em nghe. Anh đánh em từ sáng tới giờ, em có đau lắm không em? Giờ như vậy nè, anh cho em được tự do, em về quê dưỡng bệnh. Khi nào em khỏe thì khi nào em khỏe em lên với anh nghe. Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn về. Sao vậy? Sao anh cho em về mà em không về? Chẳng phải lúc trước em đã từng trốn anh về? Đã từ lâu, tôi không còn muốn về nữa. Anh Phong, tôi xin anh cho tôi ở lại đây. Khi nào tôi không làm được nữa, tôi sẽ tự rời đi, có được không anh? Nè, bây giờ em muốn tự đi hay để anh đánh em lần nữa mới chịu đi? Em nên để dành sức tàn mà về báo hiếu cho ổng đi cưng. Chứ để cha thấy em bầm dập như vậy, không chừng tức ổng chết trước em đó. Anh, Đi ra khỏi đây. Ở đây không chứa những người bệnh hoạn. Anh Phong, biết anh. Tụi bay chặn nó lại, không cho nó vô đây nữa, rõ chưa? Nay em thấy trong người sao rồi? Có khỏe hơn chút nào không? À, anh có mua chè đậu đỏ cho em nè. Chút uống thuốc xong á, em ăn cho đỡ đắng. Em cảm ơn anh Lành, nhưng em đâu có ăn được gì đâu. Anh mua làm chi cho tốn tiền hả? Từ lúc em về là em ngã bệnh, em không có phụ giúp gì được cho cha hết. Mà ngược lại, còn để cho cha và anh lo lắng cho em nữa. Em vô dụng lắm phải không anh? Hiền à, em đừng có nói vậy. Bác Tư nghe được, bác Tư buồn lắm đó. Anh Lành ơi, sao em có linh cảm chắc là em.
đời. Em còn tâm nguyện muốn nhờ anh. Cha già hầm hiu biết tựa nương ai khi đau yếu tuổi già. Lành ơi, em vô cùng bất hiếu. Vì không thể đáp đền công cha nuôi dưỡng yêu thương. Em chớ nói gỡ không nên, nếu thương cha em nên cố gắng điều trị để mau mạnh lành, để trở lại như xưa là hiền của lành. Anh sẽ đưa em lên thành phố điều trị, rồi em sẽ mạnh lành bạc tư, lại có nụ cười như xưa. Không đi đâu anh Lành ơi, bên em hiểu được Hiền, nên em muốn được ở lại quê nhà. Hiền ơi, lòng anh đau đau như ai sẽ ai cào. Anh Lành ơi, nếu mai đây em có ra đi trong lặng lẽ, thì em xin anh hỏi thương mà giúp em chăm sóc sẻ chia, để cha em vượt qua được nỗi cha đã phải gánh chịu bao đau khổ trong đời. Lần thứ nhất nước mắt cạn dòng vì mất đi người vợ yêu quý, và bây giờ là lần thứ hai là đứa con cha hết mực yêu thương. Trời ơi, cha em có làm chi nên tội mà sao bao nỗi mất mát cứ mãi đeo mang. Anh Lành ơi, em có chết 10 lần cũng không hết tội. Cha ơi, con hối hận quá muôn màng. Hiền ơi, những lời em nói làm lòng anh nó sợ. Em đừng bỏ cha, bỏ anh Hiền ơi. Chẳng lẽ nào cuộc đời này lại ngắn ngủi vậy sao? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn anh biết sống sao đây khi người anh thương xa rời anh mãi mãi. Hiền ơi, anh thà là người bệnh là anh, là anh, chứ không phải là Hiền, người anh yêu đang dần mất đi sự sống. Ôm em vào lòng mà tim anh đau nhói. Ai đã làm cho đời em vương mang khổ lụy? Nhìn em tiều tụy, nước mắt lăn dài trên má, mà lòng anh đau, đau như ai sẽ ai cào. Anh Lành ơi, em biết anh thương em nhiều lắm, nhưng kiếp này em không thể đáp lại tình anh. Nếu có kiếp sau, em nguyện cùng anh như đôi chim liền cánh, cùng bay khắp bầu trời mình mãi mãi bên nhau. Hiền ơi,
em đừng bỏ anh. Dù em khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, anh cũng muốn được chăm sóc ở bên em đến suốt cuộc đời của anh. Em hứa với anh, hứa với anh nha Hiền. Anh Lành, anh muốn em hứa gì? Thì em sẽ không chết bỏ anh. Thì em chỉ nói trước vậy thôi mà. À, anh Lành nè, đây là nữ trang mà em cất giữ kỹ lắm mới còn đến bây giờ nè. Nay anh giữ giùm em nghe. Khi nào cha em có gì cần á thì anh bán lo cho cha em nghe anh Lành. Thôi Hiền để đeo đi. Anh từ lâu xem bác Tư như cha ruột của anh vậy. Dù không yêu Hiền thì anh cũng chăm sóc cho bác Tư đến 100 tuổi mà. Huống chị em là vợ tương lai của anh mà, phải không Hiền? Bây giờ mà anh còn giỡn được nữa hả anh Lành? Nó nói đúng đó con. Khi nào con khỏe lại, cha sẽ chọn ngày lành tháng tốt gả con cho thằng Lành. Dạ, con cảm ơn cha vợ. Hiền, cha có nấu cháo trắng với đường nè, ăn đi, ăn rồi uống thuốc nghe con. Cha cũng không khỏe, sao cha không nghỉ ngơi? Chuyện bếp núc con vẫn còn làm được mà cha. Cha đừng làm nữa, cực lắm cha ơi. Giờ nấu thì cha cũng nấu rồi. Con thương cha, ráng ăn cho cha vui nha con. Dạ, dạ con ăn. Lành, vô trong lấy cho cha cây lược. Lâu rồi cha không có chải tóc cho con. Để nay cha chải rồi buộc coi còn được không con. Cha, hồi con mới vào lớp 1, sáng nào con cũng đòi cha buộc cho con 2 cái bím tóc. Mà lúc đó cha có biết bính là cái gì đâu. Buộc ta nói nó rối tùm lum, vậy mà con cười tươi. Con nói đẹp quá cha ơi. Con nói con muốn cha cõng con tới trường, chứ đi bộ thì con không chịu. Vậy rồi ngày nào con cũng ngồi trên lưng cha, cứ cõng con đi rồi cõng về. Ai cũng nói con bé Hiền là công chúa của ông Tư. Ông thương nó và cưng nó như ngọc như vàng. Nay ngồi chải tóc cho con, cha ước thời gian quay lại từ đầu. Nếu được như vậy thì cha cố gắng nhiều hơn nữa, để con gái của cha không thua kém tuổi thân. Cha biết con từ nhỏ đã mang nhiều mặc cảm, nên khi lớn lên luôn muốn đi tìm cho mình một tương lai. Nhưng con ơi, cuộc đời không bằng phẳng như con nghĩ. Nó cũng như biển khơi lúc lặng yên, lúc sóng dậy thế đào. Và con là con thuyền đang gặp cơn sóng dữ, nay đã trở về bên đất liền bình yên. Và cha sẽ mãi là bến bờ bình yên ấy, để con quay về không lạc lòng bơ vơ. Cha, con xin lỗi cha.
con thương cha nhiều lắm. Cha ơi, cha có còn nhớ bài hát ru mà cha hát ru cho con lúc con còn nhỏ không cha? Dạ, cha nhớ. Lâu rồi, giờ con muốn được cha ôm con, hát cho con nghe nha cha. Anh Lạnh ơi, anh cũng nghe với em nha anh. Cha hát đây. Âu con tôi luôn dạy ai thương, ai cho ít sữa để con no lòng. Mẹ đi bỏ con dạy một mình, tay ôm con nhỏ nhói lòng cha đau. Mẹ về cực lạc nơi đâu, tình con gào khóc mà cha đau. Hiền ơi, cha, đừng bỏ cha, đừng bỏ cha nghe con. Cha, con xin lỗi cha. Hiền, Hiền ơi, Hiền. Con bỏ cha sao con? Bà ơi, làm sao tôi chịu được nữa bà ơi. Hiền ơi, đừng bỏ cha con ơi. Ai, ai trả con tôi cho tôi? Lành nói con Hiền bỏ cha rồi con ơi. Hay, hay lắm, đẹp lắm, rất đẹp. Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Ngươi ở đây từ bao giờ? Ta đến và đứng ở đây rất lâu rồi. Ngươi nhìn lén ta? Không, ta nào có nhìn lén nàng đâu. Ta vô tình nghe được tiếng hát và theo tiếng hát ta đến đây. Nhìn thấy nàng đang múa hát rất hay, rất đẹp, nên ta không muốn phá tan niềm vui của nàng, đành nhẹ nhàng nép vào thân cây đến nhìn ngắm và nghe tiếng hát của nàng. Tức là ngươi đã nghe và biết hết chuyện của ta. Nếu đúng thì sao? Thì ngươi phải chết. Ê, nàng đứng yên đó, là nữ nhi, không ai động chút là đồ giết người ta như vậy đâu. Vậy theo ý ngươi thì ta phải làm sao mới đúng? Trước tiên nàng không được gọi ta là ngươi. Vậy gọi là gì? Là chàng. Chàng? Ừ. Nhưng chàng là gì? Đúng là hoa tinh. Sao đánh ta? Ta đánh nàng vì bây giờ nàng là người chứ không còn là hoa tinh nữa, nên phải tập hiểu và biết giống người chứ. Nhân ơi, ta là Thuyết Ngọc Long. Vậy ta gọi ngươi là Thuyết Ngọc Long là được chứ gì? Đúng vậy, nàng thông minh rồi đó. Nè, nàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Tên ta nàng đã biết, vậy nàng tên là gì? Ta không có biết. Ta quên, nàng là hiện thân của Hoa Tinh nên không có tên. Để ta đặt cho nàng một cái tên nha. Ta chịu á. Nàng hiện thân là Hoa Tinh,
ta gặp nàng đêm trăng sáng. À, Hoa Thiên Nguyệt. Đúng rồi, tên nàng là Hoa Thiên Nguyệt. Hoa Thiên Nguyệt, ta thích lắm. Nè, nàng không được như vậy. Không được như vậy là sao? Mà sao không có được như vậy? Nàng, trời ơi, ta vẫn cứ muốn ôm. Người của Ngọc Long ấm quá à, thích quá à. Sao ngươi im lặng vậy? Nói chuyện ta nghe đi. Nàng qua bên kia đi. Sao tự nhiên la lớn vậy? Nè, nàng nên nhớ kỹ, nàng là nữ nhi thì không nên gần gũi với nam nhân như vậy. Vậy khi ta xuống núi, nếu gặp ai giống như Ngọc Long thì ta sẽ đứng xa để nói chuyện, không được đụng vào người của nam nhân. Ta nhớ rồi. Nàng, không phải như vậy đâu. Cũng tùy vào người nam nhân đó là ai nữa. Sẽ có một người nam nhân mà nàng và người đó sẽ gần gũi với nhau. Là sao? Ta không có hiểu. Mà người đó là ai? Và khi nào thì được gần? Nàng đúng là ta cạn lời với nàng. Như vậy là gần đúng không? Đúng. Nhưng từ bây giờ về sau, nàng chỉ được như vậy với ta thôi. Rõ chưa? Sao không trả lời ta? Ngọc Long, có phải ngươi cũng không phải là người, mà Ngọc Long cũng quá kiếp như ta phải không? Sao nàng hỏi vậy? Thì lúc nãy ta gần người á, ta phát hiện có hai luồng nguyên khí gần như nhau. Vậy ngươi là ai? Nói cho ta biết đi. Ta là Thuyết Ngọc Long, Thái tử Long Cung. Thái tử Long Cung? Phải. Ta trốn cha ta lên trần gian, nhờ vậy mà ta gặp được nàng Hoa Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt ơi, ta đã xao xuyến với ánh nhìn đầu tiên của nàng Hoa Tinh Hoa Kiếp, nên ta muốn ở lại đây bên nàng mãi mãi. Ngọc Long và Thiên Nguyệt sẽ như đôi chim liền cánh mãi chăng xa. Vì nàng trống sáng, chưa nếm gì hồng trần, chưa biết khóc khổ đau. Chốn nhân gian đúng là có lắm điều vui, nhưng nàng có biết cũng vạn lần cám dỗ. Ta muốn giở cho nàng trên môi nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai chiếu sáng cả núi rừng. Vậy ý của ngươi là? Ngươi hoài thì Ngọc Long, đúng chưa? Đúng. Vậy ở đây đến khi nào? Đến khi nàng không cần ta nữa thì ta sẽ đi. Nhưng còn cha của Ngọc Long thì sao? Ta có cách của ta, nàng đừng lo. Nhưng ta muốn xuống núi. Ta không có muốn ở đây. Ngốc như nàng, xuống núi trước sau gì cũng gặp họa thôi. Tốt nhất nàng nên ở đây với ta, không được đi đâu hết. Ngươi gọi chàng xưng thiếp. Nhưng ta muốn xuống núi. Ta Thiên Nguyệt ghét chàng. Thiên Nguyệt, nàng đi đâu? Chờ ta Thiên Nguyệt. Thank you.
Chàng thấy trong người như thế nào rồi? Ta ổn, nàng đừng lo. Chàng gạt thế? Ta không bao giờ gạt Thiên Nguyệt của ta. Ngọc Lâm, thiệt. Nàng có chuyện muốn nói với ta sao? Hay chàng về Long Cung nghe chàng. Thiếp đã làm đủ mọi cách, vẫn không giúp được chàng. Nhìn chàng ngày ngày mắt dần rơi sông, lòng thiếp đau, đau lắm chàng ơi. Thiên Nguyệt, nàng đừng khóc. Ta không sao cả, chỉ cần nàng ở bên ta là được. Không, thiếp muốn chàng về Long Cung vì thật sự thiếp chán ghét nơi đây lắm rồi, chàng có hiểu không? Thiếp muốn xuống núi vì ở nơi đó luôn có nhiều điều vui mà thiếp muốn biết, chàng có hiểu không? Chàng về đi, chàng về đi. Thiên Nguyệt, những lời nói này có thật là nàng muốn nói với ta không? Thiên Nguyệt, ta xin nàng đừng xua đuổi ta. Nàng có biết ta yêu và thương nàng nhiều lắm không? Thiên Nguyệt, Ngọc Long, nhưng ở đây chàng sẽ chết. Chàng sẽ chết, chàng có biết không? Phải, ta sẽ chết. Nhưng ta muốn hơi thở cuối cùng ta vẫn được nhìn thấy nàng, Thiên Nguyệt. Ngọc Long ơi, nào phải thiếp hết yêu thương chàng, nhưng nếu ở bên nhau chàng phải đánh đổi và mất đi sự sống, thì thà rằng Thiên Nguyệt và Ngọc Long kẻ ở núi cao người về nơi biển thầm, duyên nợ hai ta xem như đã hết. Phải vui lòng chứ trong lòng nàng thì ta biết rõ. Yeah.
còn ở bên nhau, chỉ thêm khổ thêm sầu. Ta không thể nào xa nàng, xin nàng đừng đuổi này, ta sẽ chết đi ta vẫn vui lòng vì nhìn thấy được nàng trước phút biệt ly. Ngọc Long chàng chàng nói ra làm thiếp nhói lòng, thiếp xin chàng đừng nên lưu luyến. Thiên Nguyệt, ta không thể nào, không thể nào xa nàng được. Nàng nợ duyên với nàng nên không thể nào cách xa nàng ơi. Thiên Nguyệt, duyên đôi mình trái ngang, nghe đau trong lòng nói câu từ ly. Chàng ơi lấy sâu quên mi, bao ngày chàng thiệp có nhau mà nay nói câu xa lìa nhau. Xin nàng hãy quên ngày mai mà cùng ta sống vui thăng ngày. Ta với nàng sẽ như đôi quyền ương tung cánh bay trao liền giữa bầu trời mênh mông. Thiếp mà biết duyên đôi mình chỉ là nghiệp duyên, nên hai ta phải lìa xa. Chàng về Long Cung sống nơi biển sâu, còn thiếp ở đây sẽ cố quên chàng ơi. Đừng nên nghĩ suy chớ nên dương bận, mà hãy về với cha đang đợi mong. Bên nàng dẫu ngày mai có
ngọc long dân dèn chứ Thiên Nguyên. Tuyết Ngọc Long, chàng yêu thiếp nhiều, đúng không? Nếu không yêu nàng thì ta đâu chọn cái chết để ở bên nàng. Nếu thật lòng chàng thương thiếp, thiếp muốn chàng hãy về Long Cung đi. Ta không làm được. Chàng... Được, vậy thiếp sẽ chết, chết trước mặt chàng. Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt, nàng điên rồi sao? Phải, thiếp điên đó. Nàng uy hiếp ta. Thiếp hỏi chàng lần cuối, chàng về hay không về? Thiên Nguyệt, ta... Thiếp chết cho chàng vừa lòng. Ta về. Ta về. Ngọc Long, Ngọc Long. Thiên Nguyệt, giờ về nơi xa ấy sẽ mãi không nhìn thấy nàng, nhưng lòng vạn lần không quên nhớ mãi hình bóng của nàng. Người ta yêu mãi muôn đời, ở đây năm tháng quạnh hiu, còn đâu đôi tim liền canh nhói lòng trước phút chia xa. Chàng đừng nên lưu luyến, luyến tiếc chỉ chôn bước chàng. Thôi về đi chàng ơi, chớ nhớ nhung về chốn này. Giờ đành hai ta cách biệt, lệ nhỏ tiên bước chàng đi. Nhìn nhau lòng đau ôi nghẹn ngào. Chàng về nơi xa mà thiếp đã yêu, nhưng duyên ta lại ngắn, đánh thôi lạc mất nhau. Nàng ơi lòng ta không nỡ, mãi mãi xa lìa chốn này. Ngọt ngào hương yêu ngày qua, đôi ta như bóng với hình. Mà giờ ta với nàng, nghẹn lời nói tiếng biệt ly. Nàng ơi giờ xa nhau thật. Ngọc Long, chàng về. Ở nơi đây Thiên Nguyệt sẽ nhớ mãi đến chàng. Thiên Nguyệt, ta... Lệ nhòa nhìn nhau lưu luyến, nếu kéo sẽ làm thêm sầu. Thiên Nguyệt và Ngọc Long sẽ như bức tranh đẹp, chàng về lưu giữ trong lòng. Lần đầu ta mới gặp nhau, tình dẫn trong đôi mắt, hẹn thề hai ta kết duyên. Ngờ đâu ngày nay mình phải cất đứt duyên tình đôi mình. Chàng về nơi biên khơi, còn thiếp cô đơn chốn này. Lòng này giữ mãi bóng hình, đêm về mơ bóng Ngọc Long. Chàng ơi mình xa nhau thật rồi. Chàng ơi, sao thiếp thấy khó chịu quá. Tất cả mọi thứ nơi đây đều chao đảo.
Có phải nàng thấy lồng ngực nhói đau, máu như đang chảy ngược dọc qua mắt? Là ta làm đó. Thiếp không hiểu. Hôm nay đúng 7-7-49 ngày, độc sẽ ngấm đủ và phát tán. Độc sao? Chàng hạ độc thiếp. Nhưng tại sao chàng làm vậy? Ta khống chế nàng. Khống chế thiếp? Ta muốn có được nguyên thần của nàng. Sao chàng biết thiếp có nguyên thần? Chàng... Ngay từ đầu ta đã biết nàng là hồ yêu. Ta không phải vô tình lạc bước đến đây, mà ta đến đây theo sự chỉ dẫn của thầy ta. Và bằng mọi cách, ta phải lấy được nguyên thần của nàng. Chàng... Vậy còn lời thề ước, những ngọt ngào nồng mặn cũng nằm trong sự sắp đặt của chàng sao? Phải. Những ngày qua thiếp đã yêu chàng thật lòng thật dạ, sao chàng lại đối với thiếp như vậy? Ta và nàng sẽ không bao giờ kết tình phu thê được. Ta không thể nào có nương tử là hồ yêu. Hồ yêu? Hồ yêu thì không có quyền được yêu thương sao? Vậy chàng thề hẹn, thề hẹn với thiếp để làm gì? Ta thề hẹn và ở bên nàng bấy lâu nay, tất cả là vì người ta yêu. Vì người chàng yêu sao? Phải. Nàng ấy mắc căn bệnh là, thầy ta nói phải tìm được nguyên thần của hồ ly ngàn năm mới cứu sống được nàng ấy. Rồi chàng đi tìm, chàng gặp thiếp, rồi chàng gạt thiếp. Chàng ác lắm. Chàng là một họa sĩ tài ba, đã vẽ lên một bức tranh tuyệt mỹ, rồi cũng chính tay chàng đã xóa đi tất cả. Chàng sợ người chàng yêu sẽ xa rời chàng mãi mãi, mà chàng nỡ nhẫn tâm dối gạt một hồ yêu vô tội để mong cứu sống người mà chàng đã thề hẹn hai tiếng yêu thương. Chàng nỡ nhẫn tâm dối gạt một ân tình mà bao nhiêu ngày thiếp quý trọng nâng niu, nay tất cả không còn. Bao ân tình chàng dành hết cho ai, nên lòng chàng đâu thấy xót xa cho số kiếp của một yêu hồ đang nghẹn ngào xót xa. Nguyệt Tần ơi chớ quán than làm gì, phận số đã định rồi, có trách cũng vậy thôi. Hai tiếng yêu thương trả lại cho nàng, duyên nợ kiếp này ta hẹn kiếp lai sinh. Bởi nàng và ta hai con đường hai số phận, người và hồ yêu không thể kết duyên tình. Nàng ta tha thiết xin nàng giúp ta cứu được người ta yêu. Giúp chàng cứu người chàng yêu. Vậy còn thiếp thì sao? Chàng nói đi, chàng trả lời thiếp đi. Chàng yêu người ta mà chàng không ngại hiểm nguy, chàng vượt muôn ngàn gian khổ để đến đây. Chàng yêu người ta bao nhiêu thì thiếp cũng yêu chàng như vậy. Mà sao chàng không xót xa, không động lòng thương cho số kiếp một yêu hồ? Thiếp cũng biết yêu thương và hờn ghét buồn giận oán hờn, thiếp cũng có khát khao
mong cầu hạnh phúc, vẫn trái bóng chân thành tha thiết yêu thương. Nên tất cả hồ yêu luôn mong ước được thành người, để được yêu thương làm vợ hiền, là người mẹ tốt. Nhưng thế gian thì mấy ai hiểu được, cứ mãi đối diện mong quý diệt yêu hồn. Bởi người và hồn yêu không thể nào hòa hợp, kiếp sống người và yêu cách biệt khác xa. Cách biệt khác xa, chàng nói đúng. Nhưng chàng ơi, vạn vật đều có tánh linh của nó, cũng biết vui biết buồn khi sắc trời thay đổi. Nguyệt Tần ơi, ta xin nàng đừng nói thêm nữa. Hãy hiểu cho ta, đừng oán giận trách hờn. Hai chữ nợ duyên hẹn kiếp lai sinh, ta đáp lại tình nàng. Còn kiếp này phận duyên không vẹn, chữ phu thê ta đã thề với người ta yêu. Ta cúi xin nàng hãy thương mà trao nguyên thần cho ta, để ta kịp quay về cứu nàng thoát cơn thập tử. Vì mất nàng ấy ta không thể nào sống nổi, khi chốn trần gian chỉ còn lại mình ta. Mất người ta chắc không thể nào sống nổi, vậy mất thiết chàng có buồn không? Ta tiếp hiểu phận của thiếp rồi. Nguyệt Tần, khi nào chàng đi? Nếu có được nguyên thần, ta sẽ đi ngay bây giờ. Chàng muốn rời xa nơi này như vậy sao? Ta chàng đi đi. Ta cảm ơn nàng. Đây, còn đây là thuốc giải, sau khi nàng uống sẽ hồi phục nguyên khí cho nàng. Nguyệt Tần, nàng mau uống thuốc giải đi. Không có thuốc giải nào có thể cứu được thiếp đâu. Tại sao không được? Thầy chẳng nói với chàng, chỉ cần lấy được nguyên thần của hồ ly sẽ cứu được người chàng yêu. Vậy thầy có nói hồ ly không còn nguyên thần sẽ chết hồn bay phách tán không? Ta không biết. Nguyệt Tần, vì nàng sẽ chết và mãi mãi không tồn tại nữa. Phải. Vậy tại sao nàng lại trao nguyên thần cho ta? Tại sao? Tại thiếp yêu chàng. Thiếp yêu chàng, chàng có hiểu không? Trời ơi, chỉ vì tình yêu của riêng ta mà tết kỷ nhỏ nhoi muốn làm mọi cách để cứu sống người ta yêu, mà lại vô tình đẩy nàng vào cõi chết. Nguyệt Tần ơi, ta cúi đầu xin nàng tha thứ tội cho kẻ đã dối lừa gây cho nàng đau khổ, và cũng chính tay ta đã cướp đi mạng sống của riêng.
đã chịu bao khó khăn để thoát kiếp thành người. Nàng luôn khát khao yêu thương, mong chờ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc sớm phai tàn chỉ vì yêu kẻ như ta. Ta luôn mong mỗi ngày về để cứu người ta yêu, mà ta không nghĩ cho nàng Nguyệt Thần vô tội. Nàng cũng yêu ta hết lòng hết dạ, mà ta đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của nàng. Nàng giết ta đi. Thiếp không làm nữa. Vì nàng đánh ta đi. Thiếp không đánh chàng. Trần, ta xin lỗi nàng. Ta xin lỗi nàng. Chàng không có lỗi gì cả. Chàng yêu và muốn ở bên người chàng yêu là đúng. Vậy còn nàng, nàng không muốn ở bên ta sao? Thì muốn ở bên chàng kiếp này và vạn lần kiếp sau nữa. Nhưng thiếp biết chàng không yêu thiếp, nên thiếp chọn cứu người chàng yêu. Vì chàng hạnh phúc, thiếp cũng hạnh phúc. Nguyệt Thần, Nguyệt Thần. Trước lúc thiếp tan thành mây khói, thiếp chỉ xin chàng hãy ở bên thiếp đến khi trăng lặn, được không chàng? Nguyệt Thần, được không chàng? Xin chàng hãy vì thiếp lần cuối, một lần này nữa thôi. Tha thiết mà lòng ta nhói đau. Trần đàn ơi xin chớ bằng lòng chi, chàng ơi sao trời định sẵn hai ta không nỡ xa. Dần trăng kia đã sắp mờ theo áng mây, tình đôi ta đành thôi giờ nỗi câu biệt ly rơi lệ thấm ướt trên đôi bờ mi. Ta để lại đây
danh tiếng cười chào nắng mai. Và xa nhau đã đến lời ước tôi, bờ mi kiếp này định sẵn hai ta không nỡ duyên. Cơ duyên đã hết ai ta biết lấy, sẽ dần tan để lại đây dâng tiếng cười trong nắng mai. Nhờ xa nhau đã đến lệ ước tôi, bờ mi kiếp này định sẵn hai ta không nỡ duyên. Kiếp này định sẵn hai ta không nỡ. Định sẵn hai ta không nỡ.